là cũng giống như mọi người, từ con số 0 tròn chính. Và sau đó mình đi từ những bước chắc chắn nhất là mình phải làm từ chính bản thân mình, lúc đầu mình làm tất cả mọi việc. Và sau đó mình sẽ chuyên môn hóa dần để giảm tải và giao việc dần cho những cái nhân sự khác. Tức là mình bắt buộc mình phải đi tới cái công cuộc là tuyển dụng ạ. Sau đó là đào tạo. Và trong quá trình đấy đương nhiên là chúng ta vẫn phải phát triển về chuyên môn, kỹ năng, khách hàng. Và rất nhiều người nói rằng là bây giờ làm cái gì cũng phải marketing rồi. Tôi không marketing tốt cho nên tôi không có cách. Mọi người ơi, tất cả những gì chúng ta đang làm đều là marketing, từ thương hiệu cá nhân, từ mọi người chính đang làm marketing, từ những người xung quanh của mọi người đang làm marketing, từ những vị khách hàng đầu tiên một người của các bạn cũng đang làm marketing, chăm sóc cho họ, biến họ trở thành khách hàng của mình, trở thành khách hàng thân thiết và giới thiệu cho mình. Chúng ta cũng đều biết đến cái quy trình của một người khách hàng, đó là gì? Biết tin thử yêu giới thiệu, đúng không? Chúng ta phải đi quy trình như vậy. Rồi sau đó thì chúng ta nhớ cho em một điều là đối với em thì không biết mọi người như nào, em theo học hỏi mọi người rất là nhiều, nhưng mà cái con đường sự nghiệp phát triển của em và team DJ thì em quan trọng nhất đầu tiên đó là phải có tư duy đúng, là bản thân mình là những người lãnh đạo, mình đi trước, mình phải có cái sự định hướng tốt. Định hướng đầu tiên là mọi người phải biết mọi người cần làm gì và có mục tiêu. Và cái thứ hai em quan trọng nhất đó là vấn đề về quản trị, vận hành và phát triển doanh nghiệp của mình. Và cái thứ ba là cái cuối cùng là cái mà em hiện giờ cũng đang làm rất là kỹ và khá là được khách hàng yêu quý, đó là cái hành trình trải nghiệm khách hàng. Cái hành trình trải nghiệm khách hàng thì mọi người có hình dung là như này: từ cái việc là khách hàng người ta biết đến cái việc là thương hiệu của mày là gì, thương hiệu của bạn là gì, đúng không ạ? Tìm hiểu xem thương hiệu đó như thế nào, hình ảnh, công nghệ ra sao, giá thành như thế nào, người đầu tiên, tuyến đầu tiên.